Thưa quý vị khán giả, điện ảnh Thụy Điển đã lên ngôi tại Liên hoan phim Venice lần thứ 71, trong khi bộ phim Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cũng đoạt giải phim hay nhất của tuần phê bình phim dành cho những tác phẩm điện ảnh đầu tay. Bộ phim hài Thụy Điển mang tên A Vision Set on Frame Reflecting on Existence đã đoạt giải thưởng Sư Tử Vàng cho phim xuất sắc nhất. Lên nhận giải thưởng, đạo diễn Roy Anderson cho biết ông đã tìm cảm hứng từ bộ phim Kẻ cắp xe đạp được sản xuất năm 1948 của đạo diễn người Ý Vittorio De Sica. Bộ phim mang tính nhân văn sâu sắc và đó là điều mà tôi muốn làm với những bộ phim ngày nay. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để làm được những bộ phim tốt như Vittorio De Sica từng làm. Giải đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn 77 tuổi Andrei Konchalovsky với phim The Postman White Knight. Trong khi đó, bộ phim Ý Henry Hart đã giành cả hai giải diễn viên nam và nữ xuất sắc. Còn phim Gesseha của Iran kể về cuộc sống khó khăn triền miên của người dân Tehran đoạt giải kịch bản phim xuất sắc. Điện ảnh Việt Nam cũng góp mặt tại Liên hoan phim Venice với bộ phim Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Trong tuần phê bình phim quốc tế, và phim cũng đã xuất sắc đoạt giải phim hay nhất từ Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải. Đây là giải thưởng thường niên của tuần phê bình phim quốc tế Venice dành cho các bộ phim điện ảnh đầu tay. Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được hỗ trợ bởi 3 nhà đồng sản xuất đến từ Pháp, Đức, Na Uy. Bộ phim nhận được sự tài trợ của nhiều quỹ điện ảnh danh tiếng trên thế giới như World Cinema Fund của Liên hoan phim Berlin, Đức, World Cinema Support của Liên hoan phim Cannes, Pháp, Sofun của Na Uy. Phim xoay quanh Huyền, một cô gái trẻ đang cần tiền để phá thai. Tùng, bạn trai của cô, bỗng nhiên biến mất sau khi thua sạch số tiền tiết kiệm của hai người cho những trận chọi gà. Huyền bị bỏ lại với sự giúp đỡ duy nhất từ người bạn thân chuyển giới tên là Linh. Sau đó cô gặp Hoàng, người có khoái cảm đặc biệt với những người phụ nữ có bầu. Câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi Hoàng khiến Huyền cảm thấy hạnh phúc đến nỗi cô gần như quên rằng có một bào thai đang lớn dần bên trong bụng. Nó rất là tốt cho thai nhi. Đây là con tao. Chó đẻ đâu ra? Chú chó mày à? Cho thân mình đi. Em đừng nên yêu một ai quá. Đừng để bọn đàn ông nó sợ mình.